Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang xác minh điều tra vụ một xe biển số đỏ liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Nha Trang đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, đoạn clip dài một phút do camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy chiếc xe tải biển số đỏ lưu thông hướng bắc nam đã va vào một người đang đi xe máy khiến người này ngã xuống đường văng ra xa. Sau khi xảy ra tai nạn, xe biển đỏ không dừng lại mà tiếp tục hành trình. Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 tại km 1422 cộng 300 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Người bị nạn là ông Nguyễn Văn Lựa, 69 tuổi, trú tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa. Vụ tai nạn khiến ông Lựa bị đa chấn thương và đang được cấp cứu. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Khánh Hòa đang điều tra xác minh xe này có phải của quân đội hay không. Về nguyên tắc, tất cả các xe gây tai nạn đều phải dừng lại giải quyết hậu quả. Trường hợp cố tình bỏ trốn gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể khởi tố hình sự. Trường hợp xe đang thi hành nhiệm vụ như dẫn đường phòng cháy chữa cháy đều phải báo cáo cơ quan chức năng để tiếp tục nhiệm vụ nhưng sau đó phải quay trở lại giải quyết hậu quả. Chúng tôi đã xác minh được phương tiện biển số đỏ này của quân đội và liên lạc được với tài xế, yêu cầu đến phòng cảnh sát giao thông để làm rõ vụ việc. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cho hay